nữ mà phụ nữ thường như vậy, mình cười kẻ cười cánh xin à xin xin đá lâm ly bi đát đó, nó rung lên lâm ly bi đát này. Cái câu chuyện các bạn mới để mình nói mày, mình đã từng trải rồi, nó lâm ly bi đát lắm, lâm ly đó gì nó có thể xảy ra chứ. Cuộc đời nó vậy đó, nó thú vị quá, thú vị lắm. Còn tự nhiên là em thấy tự nhiên là vợ có con cái khác chưa là ủng hộ lắm, tự nhiên có con đấy. Con đứa em chưa đâu, nữa. Ừ. Khác nữa, khác nữa, nhiều đứa, khác nữa, bốn đứa, khác nữa. Áp lực về tiền bạc, áp lực về thời gian, về chăm sóc con. Nhất hồi đi hồi đại học á, kem vàng mua cho Casio mà. Xem tiếp. Cái tính